xúc động chàng trai với đôi tay chai sạn đeo nhẫn vàng tặng bạn gái. Vì em, anh đã cố gắng rất nhiều. Mới đây, một chàng trai đã chia sẻ đoạn clip tặng quà cho người yêu kèm theo dòng trạng thái: mong em yêu luôn cái nghề của anh. Điều đáng nói đó chính là sự đối nghịch giữa trạng thái của hai đôi bàn tay trong clip đã lột tả rất rõ sự yêu thương và hy sinh mà chủ clip dành cho bạn gái. Cụ thể, trong khi tay của cô gái trắng trẻo nõn nà, thì đôi tay của người bạn trai lại đầy vết chai sạn đen nhẽm. Theo dõi trang cá nhân của chủ clip có thể thấy, anh chàng thường xuyên đăng tải về công việc lao động chân tay của mình. Tuy công việc nặng nhọc khiến đôi tay trở nên lấm lem, nhưng tất cả chỉ là đang phấn đấu cho tương lai sau này tốt đẹp hơn. Thế nhưng dù vất vả đến đâu, chủ clip vẫn cố gắng dành dụm để mua tặng người yêu chiếc nhẫn vàng thật đẹp và tự mình đeo vào tay cho cô. Dường như giá trị của chiếc nhẫn không chỉ còn đơn thuần nằm ở chuyện tiền bạc, mà đó còn là tình yêu, sự trân trọng mà cặp đôi dành cho nhau. Đáp lại tình cảm của bạn trai, cô gái ở bên dưới phần bình luận cũng bày tỏ đầy ngọt ngào: yêu anh, tình cảm của hai người khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ và chúc phúc cho cặp đôi sẽ hạnh phúc mãi về sau. Một số bình luận của dân mạng để lại: nhìn đôi bàn tay kia là đủ hiểu chủ clip đã làm việc vất vả thế nào. Chắc chắn cô gái của anh cũng sẽ thấu hiểu cho công việc đó và luôn dành tình yêu cho anh. Có bạn trai thế này thì còn gì hạnh phúc hơn. Một người đàn ông luôn hướng về mình là điều mà phụ nữ nào cũng mong muốn. Thế mới thấy có được một người đàn ông yêu thương mình chân thành sẽ khiến cho cuộc sống của người phụ nữ trở nên trọn vẹn hơn rất nhiều. Bạn nghĩ sao về món quà của chàng trai? Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình Ba Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.